Quang Duyên, 1-0. Cảm xúc bùng nổ tới từ những cầu thủ trẻ của U19 Hà Nội. Khá nguy hiểm. Đó là một pha áp sát nhanh tới từ những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Vừa rồi là tình huống áp sát của Duy Hào. Thiếu chút nữa thì thủ thành Quang Vinh đã phải tham dự chuyến tập huấn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cơ hội dành cho U19 Hà Nội. Quý âm, không được. Đó là lời đáp trả đầu tiên tới từ U19 Sông Lam Nghệ An. Và lại là một pha đưa bóng vào từ cánh phải của Xuân Toản. Đáng tiếc là đã không có cầu thủ tấn công nào của U19 Hà Nội có thể dứt điểm được trong pha đưa bóng vào vừa rồi của Xuân Toản. Người đã băng vào là cầu thủ mang áo số 12 Chí Phong. Kể từ giai đoạn vòng bảng cho tới vòng bán kết này, lên bóng dành cho U19 Sông Lam Nghệ An. Cánh phải đang khá thoáng. Dứt điểm ngay, khá nguy hiểm. Và tỷ số là 1-0 dành cho U19 Sông Lam Nghệ An. Đó là một pha dứt điểm đầy bất ngờ. Người lập công cho U19 Sông Lam Nghệ An đó là cầu thủ mang áo số 30 Văn Quý. Một pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm và nó đã gây ra bất ngờ đối với thủ thành Quang Vinh. Một tình huống dứt điểm bóng đập đất rất khó chịu và thủ thành Quang Vinh đã không thể làm chủ được tình huống dứt điểm vừa rồi của Văn Quý. Một pha dứt điểm đưa bóng đi chéo góc và thủ thành sông áo số 31 của U19 Hà Nội đã hoàn toàn bó tay. Đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Tình huống chạy cắt mặt đánh đầu đến từ cầu thủ mang áo xoay 7 Anh Tuấn. Nó vẫn chưa thể đưa được bóng đi vào khung thành của thủ thành Hữu Hậu. Vẫn sẽ có một quả đá phạt góc nữa dành cho thể trận rất khó đối với trung thành. Đưa bóng vào, đánh đầu. Cơ hội không vào. Dứt điểm. Vẫn không vào. Đó là cơ hội dành cho Chí Phong. Nhưng vẫn chưa thể có được bàn thắng gỡ hòa dành cho U19 Hà Nội trong hiệp 2. Chân của U19 Hà Nội. Đưa bóng vào. Cơ hội không vào. Và dứt điểm rất tin chân của Quang Duyệt. Nhưng bóng vẫn chưa đi đúng khung thành của thủ thành Hữu Hậu. Tình huống làm tường bằng đầu tốt tới từ Long Nhật. Và nó đã tạo ra cho Quang Duyệt một khoảng trống để có thể dứt điểm. Rất đáng tiếc cho số 17 trong tình huống này. Một pha bóng mà Quang Duyệt có đủ thời gian và không gian để có thể ngắm nghía cho pha dứt điểm của mình. Cơ hội dành cho U19 Hà Nội. Long Nhật. Long Nhật đã ngã rồi. Và trọng tài đã chỉ tay và chấm penalty. Penalty dành cho U19 Hà Nội. Quang Duyệt. 1-0. Cảm xúc bùng nổ tới từ những cầu thủ trẻ của U19 Hà Nội ở trong những phút cuối cùng của trận đấu này. Và gần như đang tràn trề cơ hội để tiến vào trận chung kết của giải vô địch U19 quốc gia năm 2023. Nhưng chỉ một tình huống sai lầm của Tiến Thắng đã khiến cho mọi thứ có thể đổ sông đổ biển đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh. Qua đó kéo trận bán kết đầu tiên của giải vô địch U19 quốc gia năm 2023 vào loạt đá penalty. Ngọc Mạnh, không vào! Lần này thì Hữu Hậu đã thành công với pha đổ người của mình. Mai Hoàng! Quá tự tin và bản lĩnh với một tình huống nhảy chân sáo của Mai Hoàng. U19 Nghệ An, xin lỗi các bạn, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào trận chung kết của giải đấu năm nay và những giọt nước mắt đã rơi tới từ cầu thủ của cả đôi bên.